Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở khu vực miền Tây tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều tỉnh thành phải điều chỉnh nâng cấp độ dịch. Giờ hôm qua, Bộ Y tế đã có công văn khẩn số 9472 gửi các bộ ngành và các cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ. Trong công văn, Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp để có biện pháp y tế hành chính phù hợp. Tăng cường chủ động rà soát, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến địa bàn có dịch, tùy điều kiện mà quản lý người nhiễm tại cơ sở y tế hoặc tại nhà, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch. Về tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe, những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, xét nghiệm vào ngày thứ nhất. Những người chưa được tiêm vaccine thì thực hiện cách ly 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo, nghiêm túc thực hiện 5K, xét nghiệm ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Bộ Y tế cũng đề nghị các bộ ngành, các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở thực hiện nghiêm việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động. Trên cơ sở tình hình thực tế, chủ động quyết định cụ thể theo từng cấp độ dịch về tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao. Phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ chức sản xuất khi có dịch.